Xin chào, tiếp tục ván đấu ở tập trước thì anh rùa đã đưa cho mình B14 vào lỗ. Sau đó, lại thêm một pha ăn may nữa của anh rùa, đưa B12 rớt lỗ. Đến B10, em gái cho rằng B4 của mình đang chặn ở miệng lỗ nên anh rùa sẽ không có hướng đánh. Thế mà anh rùa lại thực sự có thể ghi điểm ở thế B này. Tiếp theo, một pha cân bằng và kết hợp cộng bi thành công, đưa bi 13 vào lỗ. Thêm pha ghi điểm bi 9 của anh rùa. Bi 11 cũng dễ dàng rớt lỗ. Bi 15 cũng vào lỗ sau cú đánh tiếp theo của anh rùa. Cuối cùng, anh rùa làm pha nhảy bi đưa nốt bi 8 vào lỗ. Qua đó anh rùa đã chứng minh được cho câu nói, hay cũng không bằng hên. Wow, 你也太厉害了吧! 蹲下蒙的。<laughs>